Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự quốc tế. Tối ngày 20 tháng 3, Ủy ban Bầu cử Quốc gia Indonesia đã công bố kết quả kiểm phiếu chính thức cuối cùng của cuộc bầu cử tổng thống diễn ra hồi tháng trước. Theo đó, Bộ trưởng Quốc phòng Prabowo Subianto được xác nhận đã giành chiến thắng. Cụ thể, theo kết quả kiểm phiếu tại 38 tỉnh, ông Prabowo đã giành được hơn 58% số phiếu ủng hộ. Về thứ hai là cựu thống đốc Jakarta Anies Baswedan với gần 25% số phiếu bầu. Về thứ ba là cựu thống đốc tỉnh Trung Java Ganjar Pranowo với hơn 16% số phiếu bầu. Xét theo khu vực bầu cử nước ngoài, thứ hạng của ba ứng cử viên không thay đổi, trong đó ông Prabowo Subianto bỏ xa đối thủ tiếp theo tới hơn 300.000 phiếu bầu. Tổng thống và phó tổng thống đắc cử của Indonesia dự kiến sẽ nhậm chức vào ngày 20 tháng 10 tới. Ngày 20 tháng 3, quân đội Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành các cuộc diễn tập vượt sông gần biên giới với Triều Tiên để tăng cường khả năng tương tác giữa binh sĩ hai bên. Cuộc tập trận diễn ra chỉ một ngày sau khi Triều Tiên thông báo thử thành công động cơ tên lửa siêu vượt âm thế hệ mới. Cuộc tập trận kéo dài 2 tuần, bắt đầu từ ngày 11 tháng 3 với sự tham gia của khoảng 470 binh sĩ Hàn Quốc và một tiểu đoàn công binh của Mỹ. Khoảng 65 thiết bị cùng các trực thăng CH-47D Chinook, trực thăng tấn công AH-64E Apex, xe tăng K-1E-1 và tên lửa đất đối không tầm ngắn đã được huy động trong cuộc tập trận này. Cuộc tập trận tập trung đảm bảo khả năng tương tác giữa các phương tiện vượt sông và thiết lập phương thức hoạt động tận dụng các thiết bị quân sự kết hợp của hai nước đồng minh. Chủ tịch nước Lào đã ký một sắc lệnh về việc khôi phục thuế suất giá trị gia tăng VAT trở lại mức 10% nhằm hỗ trợ nguồn thu ngân sách, góp phần phát triển kinh tế xã hội đất nước sau hơn 2 năm đất nước này áp dụng mức thuế 7%. Mức thuế suất VAT 10% được áp dụng với các loại hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa và dịch vụ cung ứng nội địa phải chịu thuế giá trị gia tăng, khoáng sản nhập khẩu và kinh doanh khoáng sản trong nước, hoạt động tiêu thụ điện cơ bản, điện sản xuất, nhà cung ứng điện năng. Việc khôi phục thuế VAT từ 7% lên 10% đã được nhiều bên khuyến nghị chính phủ Lào như là một trong các biện pháp cải thiện khả năng thu ngân sách nhằm hỗ trợ giải quyết các khó khăn kinh tế tài chính mà Lào đã đối mặt trong vài năm trở lại đây. Trong một báo cáo, Bộ Tài chính Lào cũng đã chỉ ra một số yếu tố có lợi cho việc tăng thuế suất VAT, bao gồm cả thực tế là thuế suất hiện tại không hiệu quả trong việc kích thích nền kinh tế như dự đoán. Ngoài ra, số lượng doanh nghiệp đăng ký theo luật thuế VAT hiện thấp hơn dự kiến. Chính phủ nước này cần tăng nguồn thu để giảm thâm hụt ngân sách và ổn định đồng nội tệ kíp. Ngày 20 tháng 3, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản xác nhận một tàu chở hóa chất treo cờ Hàn Quốc đã bị lật ngoài khơi bờ biển phía tây nước này, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng, trong khi 2 người vẫn đang mất tích. Tàu này đã thông báo tình trạng bị nghiêng khi đang ở khu vực ngoài khơi tỉnh Yamaguchi của Nhật Bản. Thời điểm gặp nạn, tàu đang neo đậu tránh thời tiết xấu do sóng to và gió mạnh. Lực lượng tìm kiếm và cứu nạn đã vớt được 9 người, song 7 người trong số này đã thiệt mạng, hiện vẫn còn 2 người mất tích. Nhật Bản đang triển khai máy bay và tàu tuần tra tiếp tục công tác tìm kiếm cứu nạn. Chiếc tàu gặp nạn chở 980 tấn axit acrylic và không phát hiện sự cố tràn hóa chất ra biển. Trung Quốc đã phóng một vệ tinh chuyển tiếp mới để cung cấp dịch vụ liên lạc giữa trái đất và mặt trăng, đánh dấu một bước quan trọng trong chương trình thám hiểm mặt trăng của nước này. Tên lửa Trường Chinh 8 mang theo vệ tinh thước kiểu 2 đã được phóng lên không gian vào sáng ngày 20 tháng 3 từ bãi phóng Văn Xương ở tỉnh Hải Nam. Vệ tinh thước kiểu 2 đóng vai trò là cầu nối liên lạc giữa việc điều hành ở trái đất và sứ mệnh khám phá trên mặt trăng ở bên phía xa với trái đất. Đây là vệ tinh chuyển tiếp thuộc giai đoạn 4 trong chương trình thám hiểm mặt trăng của Trung Quốc. Vệ tinh này sẽ cung cấp dịch vụ liên lạc cho các sứ mệnh thường Nga. Xưởng đúc tiền Hoàng gia Anh vừa công bố một dòng tiền xu mới in hình chiếc phi thuyền mang tính biểu tượng của bộ phim viễn tưởng Star Wars Chiến tranh giữa các vì sao. Đây là mẫu xu đầu tiên trong loạt 4 mẫu mới dành riêng cho các phương tiện nổi tiếng trong loạt phim ăn khách này. Với các mệnh giá 50 pen và một bảng Anh, khi nghiêng đồng xu sẽ thấy hình chiếc phi thuyền Millennium Falcon và biểu tượng Starburst của Liên minh nổi dậy. Các thợ đúc tiền đã kết hợp các kỹ thuật truyền thống với công nghệ hiện đại, sử dụng laser picosecond tiên tiến để in các mẫu thiết kế phức tạp lên các đồng tiền. Đại diện của xưởng đúc tiền Anh cho biết, dòng tiền xu này nhằm kỷ niệm loạt phim viễn tưởng nổi tiếng nhất thế giới Star Wars quay trở lại, đồng thời kỳ vọng chúng sẽ tạo nên sự hào hứng giữa những người hâm mộ của bộ phim cũng như những người thích sưu tập tiền xu.
Bản tin thời sự quốc tế xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.